Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc Zenfone 2 phiên bản 5 inch. Chiếc máy này nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn rất là nhiều so với cái chiếc Zenfone 2 5,5 inch mà chúng ta đang có ở Việt Nam. Cái thông tin cấu hình ở đây thì Asus họ ghi rất là khiêm tốn, rất là ít. Chúng ta chỉ có thông tin camera 13 megapixel, sử dụng công nghệ bezel master, rồi chiều dày ở cái nơi mỏng nhất là 3,5 mm, màn hình IPS 5 inch, sử dụng mặt kính Gorilla Glass hệ thứ tư và cái giao diện Genui. Cái độ phân giải màn hình này chỉ là 720p mà thôi, chứ nó không có đạt lên được tới độ Full HD, cho nên là nhìn nó vẫn còn hơi rỗ, chứ nó không có được mịn như là cái phiên bản cao cấp nhất của chiếc Zenfone 2 5,5. Chiếc máy này về cơ bản thì nó giống như là một cái chiếc Zenfone 2 5,5 mà được thu nhỏ lại. Các bạn thấy là ở cái mặt trước, bên dưới và bên trên nó đều giống với Zenfone 2 mà chúng ta thường thấy, mặt sau cũng vậy. Nó hơi gù lên ở chính giữa, mặt lưng bằng nhựa và sử dụng cái những cái phím bấm ở mặt lưng giống như là những cái chiếc điện thoại của LG. Đó, camera, hai đèn flash, loa ngoài ở bên dưới. Mình nghĩ là Asus họ nên đem cái phiên bản 5 inch này về Việt Nam, bởi vì là chiếc máy này nó cho cảm giác cầm tốt hơn rất là nhiều so với cái chiếc Zenfone 2 mà cái màn hình lên tới 5,5 inch. Bởi vì 5 inch cái kích thước nó rất là gọn gàng, cầm trên tay rất là dễ chịu, nó không có quá dày, không to, không nặng. Cấu hình có thể thấp hơn nhưng mà chúng ta sẽ dễ chấp nhận một chiếc máy có cấu hình, có một cái kích thước như thế này hơn. Xin cảm ơn các bạn.